Hello, xin chào tất cả các anh em. Trên tay tôi đang cầm là cái mẫu mồi giả câu biển, con mồi Benso Fanatic, hàng chính hãng của thương hiệu Tsuru Ryuza, một cái thương hiệu về dụng cụ câu cá nước mặn cực kỳ nổi tiếng hiện nay. Cái mã số con mồi là DW200, size là chiều dài của nó là 140 mm và nặng trọng lượng là 46 gram, sử dụng lưỡi 4x. À, số 1 trên 0, cực kỳ cứng cáp và rất là chắc chắn, bắt cá rất là khỏe. Cái con mồi chất liệu nhựa ABS cứng ha, rất là đẹp, mắt 3D, cái nước sơn của nó là cực kỳ chắc luôn, không bị bong tróc khi sử dụng nước mặn. Nếu mà cá răng sắc nhọn táp thì có thể là có để lại vết xước và những cái cú táp, những con cá là bất kỳ những cái mẫu mồi nào cũng phải để lại cái dấu răng cả anh em ạ. Không riêng gì về cái mẫu mồi này nha, Fanatic. Và cái form mồi Benso này, hiện tại hàng Tsuru này bên Việt Nam giờ có bán cái size 46 và 60 gram. Cái mẫu này nó đã về hơn 2 tháng rồi. Và cái mẫu mồi này thì mình đã có cái video ha, review rồi. Còn cái size 60 gram, mình chưa kịp lên video. Vừa rồi có cái chuyến đi Côn Đảo test mồi ha, về đăng những cái video thì đã cháy hàng rồi các anh em ạ. Anh em đây là cái mùa các anh em đi biển rất là nhiều, cho nên là hàng đã cháy, đang đợi hàng size 60 gram về lại. Cái chất liệu nhựa ABS cứng ha, và nó là cực kỳ chắc rồi. Các anh em nhìn với cái con mồi này có thể dễ dàng thấy có hai cái viên bi tống, một viên lớn và một viên nhỏ nằm ở 2/3 sau đuôi. Hai cái viên bi tống này có cái tác dụng là hỗ trợ ném mồi xa nha, và cái tác dụng tiếp theo là nó tạo cái action của con mồi. Thì con mồi này khi mà rớt xuống nước thì nó sẽ nổi cái đầu ngóc ra mặt nước như thế này. Đấy, có thể sử dụng câu đánh lure và bóp. Và cái form này đánh có thể nói là cực kỳ hiệu quả. Không riêng gì cái thương hiệu này và những cái thương hiệu khác hiện nay ở trên thị trường làm cái form Benso này rất là nhiều nha. Còn những cái thương hiệu làm ra thì cái chất lượng của nó khác nhau, có thể là mắc hơn, có thể là rẻ hơn. Những cái thương hiệu nào cạnh tranh thì có thể làm cái con mồi, cái mẫu mồi đẹp, chất lượng và giá thành vừa rẻ. Đó là tùy cái thương hiệu, những cái thương hiệu mà nổi tiếng, thương hiệu lớn thì bảo đảm giá nó sẽ cao. Làm ở những cái thị trường lớn như Nhật Bản thì giá thành lúc nào nó vẫn cao, nhưng chất lượng chưa chắc gì bằng những cái con mồi, những cái hãng cũng nổi tiếng nhưng mà làm ở những cái thị trường có cái giá thành đầu ra nó sẽ thấp hơn. Đấy. Những anh em mà đi câu cá không có điều kiện kinh tế ha, không phải là những cái người mà có quá dư dả về kinh tế, không cần chơi những cái con mồi của những cái thương hiệu đắt tiền đâu. Các anh em chỉ cần câu lên cá là ok. Thì những cái mẫu mồi này đi câu sử dụng lên cá phải nói là cũng khá là ok. Thì với những cái dạng lure bóp mà cá đi lên trên mặt thì các anh em đánh gần như là cái màu nào nó cũng ăn. Thì vừa rồi bên cái team của mình đi thử tất cả các màu, như là màu nào cá nó cũng táp ha, nó theo mình đánh chuẩn lại là có thể là lên cá rất là nhiều. Các anh em nhìn đó, hai bên nha, đó thì ba con mồi ba màu khác nhau. Đấy, bên phải là con mồi màu xanh, dấu liền bên trái là con mồi màu vàng. Đó, dấu. Bên trái này con mồi màu vàng 60 gram. Đấu, nổ cái chân, con mồi màu hồng. Thì con mồi chính giữa này đánh kiểu đánh bóp nha, bóp là bóp nổ. Đó, mình giật. Nghe bên đây. Tu, má nó lên thử dưới mà. Lên là tán mà không dính. Cực kỳ mạnh nha. Táp đùng đùng luôn. Mày hả lấy? Nhật ơi, quay phim Nhật ơi, lấy cái máy nhìn anh.
quay. Đưa con bướm quay anh, đưa bướm bay. Đưa con bướm đi anh, đưa con bướm bay. Nhưng đưa 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 đưa, đưa cần cho anh. Tiện hồi vừa kêu quay clip vừa ấy rồi từ từ một tay mà làm sao ấy được chạy. Đưa. Khó tay luôn á. Thôi tự thử luôn đi. Mày này ấy đi. Thấy có một người mà kêu một vừa kêu quay clip vừa kêu đưa bò vừa hay bảo mày là tên là Nhật mình chiến. Mày tên là Phát Miên có bài. Là tên Nhật rồi hỏi ba đầu bốn tay cũng được. Đưa cái thùng Nhật. Sao nó quấn gì à? Đấy. Lên. À. Rồi. Chết mày rồi. Thì mình vừa review và giới thiệu đến các anh em sản phẩm con mồi Beso Fanatic từ biển Tesu Rinoza. Mẫu này nó có 4 màu nha. Các bạn và các anh em nếu mà mua hàng thì có thể inbox hay là liên hệ trực tiếp cái số điện thoại video. Quá ok. Thì mình xin nhắc lại với các anh em là cái phơm mồi này, cái phơm mồi này nó phù hợp đánh cá bề trang này, bề lão này, bề vịt này, cá thu này. Đấy. Những nào và cái action của nó là top fighter, những cái con cá nào mà săn mồi ha, đúng thời điểm nó lên mồi, lên mặt săn mồi thì các anh em đánh cái form mồi này cực kỳ hiệu quả. Thì cái màu thì gần như là cái màu nào cá nó cũng theo nha, cũng táp. Cảm ơn tất cả các bạn và các anh em. Hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.